Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thảo luận trong 100 cho sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài: ghi rõ tên ngành của 5 nhóm động vật vào chỗ để trống trên hình, ghi tên loài động vật vào chỗ trống ở dưới mỗi hình. Các em hãy chú ý, ghi tên loài động vật phải tương ứng với tên ngành và tương ứng với đặc điểm của chúng. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Ngành động vật nguyên sinh đại diện là trùng roi, có đặc điểm là có roi, có nhiều hạt diệp lục. Đại diện trùng biến hình là có chân giả, có nhiều không bào và luôn luôn biến hình. Đại diện trùng dày thì có miệng và khe miệng, có nhiều lông bơi. Ngành thứ hai là ngành ruột khoang. Đại diện hải quỳ có cơ thể hình trụ, có nhiều tua miệng và thường có vách xương đá vôi. Đại diện sứa thì cơ thể hình chuông, thủy miệng kéo dài. Đại diện thủy tức, cơ thể hình trụ có tua miệng. Các ngành giun. Đại diện giun dẹp thì có cơ thể dẹp, thường hình lá hoặc kéo dài. Đại diện giun tròn thì có cơ thể hình ống dài, thon hai đầu, tiết diện ngang tròn. Đại diện giun đốt thì cơ thể phân đốt, có chân bên hoặc tiêu giảm. Ngành thân mềm. Đại diện ốc sên thì có đặc điểm là vỏ đá vôi xoắn ốc, có chân lẻ. Đại diện chai thì có hai vỏ đá vôi và có chân lẻ. Đại diện mực thì vỏ đá vôi tiêu giảm hoặc mất, cơ chân phát triển thành tám hay tua miệng. Ngành chân khớp. Có đại diện tôm thì có đặc điểm là có cả chân bơi và chân bò, thở bằng mang. Đại diện nhện thì có bốn đôi chân, thở bằng phổi và ống khí. Đại diện bọ hung thì có ba đôi chân, thở bằng ống khí và có cánh. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi thảo luận trong 100 cho sách giáo khoa sinh học 7.